Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Các em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 2 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Video hôm nay thầy cho mình đến với bài tập hàng ngày 63 luyện tập. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số bị chia là 12, số chia là 2, vậy thương là bao nhiêu? Trong phép chia thì chúng mình có này. Số bị chia cho số chia thì được kết quả gọi là thương các bạn. Và ở đây chúng ta có là 12 chia 2 thì sẽ bằng mấy nhỉ? 12 chia 2 bằng 6, như vậy số bị chia đây, 2 là số chia và 6 là gọi là thương các em nhé. Mình chọn đáp án là B. Tiếp theo là câu số 2. Thương của 40 và 5 là, muốn tìm thương của 40 và 5 ta sẽ tựa phép tính chia. Ta lấy 40 chia 5 các em nhé. 40 chia 5 bằng 8, như vậy đáp án là D. Tiếp theo là câu 3. Phép chia có thương nhỏ hơn 8 là. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải đi nhầm kết quả thôi. Đây là đều là những cái phép chia liên quan đến bảng chia 2 và bảng chia 5 rất là quen thuộc rồi. 18 chia 2 thì bằng 9 này. 25 chia 5 bằng 5. 20 chia 2 bằng 10. 45 chia 5 bằng 9. Ta thấy rằng có số 5 nó bé hơn số 8 này. Vậy đáp án mình chọn là B. Phép chia này có thương nhỏ hơn 8. Chuyển sang câu số 4. Điền số thích hợp. 35 chia 5 bằng mấy chia 2? Bây giờ ta sẽ đi tìm kết quả. 35 chia 5 thì bằng 7. Sẽ bằng số nào chia cho 2 nhỉ? Số nào chia cho 2 các em? 7 sẽ bằng là 14 chia 2. Như vậy thì chúng mình chọn đáp án là A. Câu số 5. Có 15 chiếc bút chì, chia cho mỗi bạn 5 chiếc. Vậy số bạn được chia là. Phép tính của chúng mình sẽ lấy gì? Ta sẽ lấy 15 chia cho 5 thì sẽ bằng là 3. Như vậy thì mỗi bạn sẽ có mỗi số bạn sẽ được chia là 3 bạn nhé. Xong câu 5 rồi, chúng mình đến với lại câu số 6. Có 14 bạn chia đều thành 2 nhóm. Vậy mỗi nhóm có số bạn là, ta lấy 14 chia 2 bằng 7. Mỗi nhóm có 7 bạn, đáp án là C. Chúng mình đã xong phần trắc nghiệm rồi. Tiếp theo thầy trò mình đến với hai lớn phần tự luận. Ở trong bài 1 này tính thì chúng ta sẽ ôn lại về bảng chia 2 và bảng chia 5 các bạn. 12 chia 2 bằng 6, 10 chia 2 bằng 5, 14 chia 2 bằng 7, 20 chia 2 bằng 10, 16 chia 2 bằng 8, 18 chia 2 bằng 9. Tiếp tục, 25 chia 5 bằng 5, 40 chia 5 bằng 8, 20 chia 5 bằng 4, 50 chia 5 bằng 10, 35 chia 5 bằng 7 và 45 chia 5 bằng. Chúng mình đã xong bài 1 rồi. Tiếp theo thầy trò chúng mình đến với bài số 2. Cho phép nhân viết hai phép chia tích hợp. 2 nhân 10 bằng 20. Thế thì khi đã có phép nhân chúng mình có thể viết thành hai phép chia chúng ta đã học trước đó rồi. Ta có này, 20 chia 2 bằng 10. Ta lấy tích chia cho thừa một thừa số sẽ ra thừa số còn lại nhé. 20 chia 2 bằng 10. Và ta cũng có 20 chia 10 bằng 2. Tiếp tục, 5 nhân 6 bằng 30 thì mình sẽ có 30 chia 5 bằng 6 và 30 chia 6 sẽ bằng 5. Tiếp tục bài số 3, điền số tích hợp. Ở trong bài này chúng ta sẽ đi tìm thương khi đã biết số bị chia và số chia. Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia số chia các em ạ. 14 chia 2 bằng 7, 18 chia 2 bằng 9, 4 chia 2 bằng 2, 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8, 5 chia 5 bằng 1. Tiếp tục với lại bài số 4, điền số thích hợp. Chúng mình lại tiếp tục ôn về bảng chia 2 và bảng chia 5. Số nào chia 2 bằng 4 nhỉ? Đó chính là 8. 8 chia 2 bằng 4. 12 chia 2 bằng 6. 16 chia 2 bằng 8. 6 chia 2 bằng 3. 15 chia 5 bằng 3. 30 chia 5 bằng 6. 45 chia 5 bằng 9. Và 20 chia 5 bằng 4. Xong bài số 4 rồi. Tiếp theo là bài 5. Quan sát bức tranh rồi viết số tích hợp vào chỗ trống. Nào chúng mình cùng quan sát bức tranh nhé. Ý A này có 20 cây. Nếu trồng thành 5 hàng thì mỗi hàng sẽ có bao nhiêu cây? Nào có 20 cây này. Bạn nhỏ bạn đang chuẩn bị trồng này. Thì chúng ta sẽ lấy 20 nào. Chia cho 5. 20 cây chia đều vào 5 hàng thì mỗi hàng sẽ có này. 20 chia 5 bằng 4. Mỗi hàng sẽ có 4 cây. Tiếp tục, có 20 cây, nếu trồng mỗi hàng 10 cây thì trồng được mấy hàng?
À, chúng mình sẽ lấy 20 chia cho 10. Tất cả 20 cây, mỗi hàng 10 cây, ta lấy 20 chia 10 thì sẽ ra được số hàng. À, 20 chia 10 bằng 2, như vậy thì trồng được hai hàng cây như vậy. Kem thân mến, thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 5, kết thúc bài tập hàng ngày 63. Thầy hẹn gặp lại các em học trong các video chữa bài tập hàng ngày tiếp theo. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.